Vâng, chào các bác trở lại kênh của người luôn. Hôm nay lên sóng để chia sẻ cho các bác một cái cách cài con vang số AP 9800. Đây là một cái bản rất là cao cấp của vang số Việt Nam. Đây là hãng AP của Tân Cương, Hà Nội. Đấy, Hà Nội nhá. Gia công của HM. Đây là quả HM China. Đấy, dòng vang này thì em đã cài rất là nhiều ở trong các phòng hát. Đấy, nhưng về đánh giá chung thì là các bác biết rồi, dòng AP với dòng HM ấy, nó là một, thì việc hát nó hơi khô. Thì đây nó hôm nay nhận một cái vang số để cài miễn phí, gần như những cái bộ vang cài online thì em sẽ cài miễn phí cho các bác không lấy tiền. Thì bác đã gửi mic về đây, thì bản chất của con mic sen thì nó rất là khô, nó rất là khô nên bắt buộc cài cũng vậy, hơi khác một chút và tiếng rất là dày và khô. Người Việt Nam mình thì hát mic nó phải nhạy, thì em sẽ cài trên cả hai mic. À, con này nhận mic trước rồi, nhận mic sau rồi, em gắn sau. Thì tiện thể đây là combo bác gửi ra thì em yêu cầu phải gửi mic và gửi vang ra thì em cài cho các bác. Thì tất nhiên là mỗi dòng vang nó có một cái đặc tính khác nhau, bắt buộc khi tiếp cận một dòng vang mới các bác sẽ phải rà giải. Các bác không nên gán con vang này hơn con kia mà các bác vận hành để xem cụ thể nó như nào. Thì đặc điểm của dòng AP các bác biết rồi, thì echo thì nó không được mềm như X, nhạc thì cũng không được sâu như X, nhạc mở to nó mới bị oang. Và khi căn các bác phải biết đặc trưng những điểm oang của nó để cắt bớt, để hạ giải, để tiếng nhạc nó rõ nét. Nhạc rõ nét, mic rõ nét thì các bác nghe được thì hát nó mới hay, mới có hứng, phải không ạ? Hát mà không có hứng thì các bác nghe không nghe rõ của mình lời mình hát ấy. Tại sao các bác dùng những bộ mic rẻ tiền như là Beyer? Beyer thì tại sao là thằng BVS nó tạo ra Beyer để phân khúc vào phòng hát? Tức là vào phòng hát đi đa phần là đi uống rượu với mê hát, thì nó phân khúc của cái thằng Beyer nó làm cho nhòe dài đó. Đã chủ yếu phòng hát là phải dùng Beyer, nhưng gia đình người ta thích hát mộc, Beyer cũng chưa hẳn là một lựa chọn. Tất nhiên là tùy của mỗi người có một khả năng và mỗi người có một sở thích và mỗi người có một cái chi tiêu về cái khả năng đầu tư. Đấy, thì hôm nay nhân tiện đây thì cài con vang số AP 9800 của Tân Cương cùng với bộ mic xe của anh Quyết ở trong Huế gửi ra, Đồng Hương với Thái Bình với em. Đấy, nhưng mà công tác ở trong đấy thì gửi ra thì em sẽ cài cho bác hai chế độ eco, một chế độ revert và một chế độ nhà ở trên bộ mic sen. Sen thì là độ nhạy nó thấp, giải rất là dày và giải chép thì nó không được đẫy. Đấy, nhưng mà căn thì chúng ta phải biết đặc tính của từng bộ mic để chúng ta căn giải, đó là quan trọng nhất. Thì các bác hôm nay các bác nghe thử một cấu hình của eco, thì eco của 9800 ấy thì nó hơi khô, nó không được mềm mại như X. Tại sao? Thì mỗi sản phẩm thì chúng ta phải biết được cái khả năng khô của nó như nào thì mình sẽ phối ghép cùng echo revert để cho tiếng nó mềm mại hơn một chút. Đấy, các bác nghe thử nhá, một đoạn karaoke em sẽ thử hát cấu hình echo ở trên con AP 9800 của hãng H Tân Cương thuê, hãng HM gia công. Một đêm biết chuyện chúng mình yêu nhau, người bạn chiến đấu nằm bên nói rằng xin chúng hai người suốt đời yêu cao xanh, chung tình cùng trâu, tình yêu như hoa sống trên đại dương vẫn dâng lên dàn sao. Đấy, các bác nghe thử chất âm của sen, mic sen thì là đặc rất là rõ nét, mic xịn thì là tái tạo lại chất âm giống như nguyên bản, và đặc điểm của sen thì nó dày tiếng hơn suông một chút, tất nhiên ở phân khúc đầu 835. Con này là EWE500, con này hình đầu 835. Lên 5, 6, 7. Con này echo thì nó không được mềm như X, nhưng khi bác căn thì các bác sẽ phải khắc phục ở một số điểm. Đó là khi căn cái phần echo ấy, căn cái phần echo thì là các bác để ý là các bác cho đẩy đi cái phần gần như phải lên đến tận
eco bình thường của con X thì bác chỉ cần để 10 năm 20 cái delay ấy, thì con này bác sẽ phải để cái con pre delay ấy, thì bác phải để phải tầm trên 30 thì eco nó mới đẩy lên được. Còn nếu để eco ngắn như X tầm 10 năm là không vượt lên được. Đấy, đấy là những đặc điểm của vấn đề eco. Thì đây là của bác khách của em cũng lớn tuổi rồi thì bắt buộc phải chỉnh eco là chủ yếu. Còn revert thì là dòng này thì bao giờ revert cũng thua X. Nói chung là căn đòi hỏi kỹ năng căn rất là cao, và em chia sẻ cái cấu hình eco của nó, bác nghe từ đại tiếng eco này, các bác cố gắng đẩy lên nhé. Ngoài ra giải mic ra thì các bác cố gắng đẩy lên cái phần pre delay của cái mic ấy, nó phải cao lên, cao hơn X bình thường thì tiếng đẩy của nó mới lên được, tiếng eco đẩy nó mới lên. Bác nghe thử lại lên 5 6 7 7. Tí nữa em sẽ sử dụng bộ mic này và thử cái eco, so sánh eco của X5 cho bác xem. Đấy các bạn, anh Quyết thì đây là em cài cho anh Quyết ở người gốc Thái Bình nhưng mà công tác ở trong Huế. Đấy, cái này em cài miễn phí cho các bác, gần như cài online em sẽ cài miễn phí, không dựa vào những loa của bác. Nếu mà loa hãng thì của anh Quyết thì đã cài là tương đối, còn nếu như mà loa bãi thì rất là khó, hoặc là loa đóng ấy, thì rất là khó, nó không có một căn cứ nào để căn cả. Đấy, các bác có thể nghe nó hơi ồm một chút vì đây là con loa của em là loa khác, để em đang cài theo loa của anh Quyết. Đấy, các bác xem video thấy hay thì like và đăng ký kênh giúp em nhé. Đấy, đây là chia sẻ một cái cấu hình, các bác nghe thử cấu hình cái eco này. Các bác nào cần cái cấu hình này ở trên con số APK9008 thì em sẽ chia sẻ luôn cái cấu hình này, sẽ lưu file và chia sẻ đến các bác. Liệt 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, phải để dài hơn mức bình thường thì cái eco nó mới lên được tốt. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.